Quán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh nhỏ gọn di chuyển trong phố linh hoạt. Em đang có cho anh chị và các bạn tham khảo về chiếc xe Suzuki Swift phiên bản 1.2 sản xuất năm 2019, logo vàng. Với những cái chi tiết tổng quan của chiếc xe này thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, lăn bánh quãng đường 29.000 km, lốp theo xe cả dàn, sơ cua chưa hạ. Cam kết cho anh chị và các bạn về động cơ, hộp số, keo chỉ nguyên bản, khung gầm động cơ chassis không bị ngập nước, không bị thủy kích, bao check hết test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Với những đường nét của chiếc xe thì anh chị bạn có thể thấy qua thì phần đuôi xe bác chủ bác có nâng cấp nhẹ với những cái phần cản sau, rồi là những cái chi tiết ống xả của chiếc xe nhìn trông nó thể thao bề thế hơn. Với những cái tính năng an toàn thì nó vẫn mang lại đầy đủ cho anh chị và các bạn, như là hệ thống cảm biến, hệ thống cam lùi, gạt mưa, đèn cảnh báo. Phần đuôi xe thì nó cũng có được trang bị thêm cái cánh đuôi gió, nhìn chiếc xe trông nó thể thao hơn. Đấy, những đường nét tổng quan thì anh chị bạn có thể tham quan qua. Về chất lượng của chiếc xe thì luôn đảm bảo cho anh chị và các bạn trên văn bản. Với mẫu Suzuki này thì hiện tại đang có mặt tại Auto Nam Việt số 2 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Luôn cam kết cho anh chị và các bạn đầy đủ. Và những đường nét tổng quan thì anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi với em. Chi tiết từ những phần đầu xe, có phần logo được mạ vàng, rồi những cái chi tiết về đèn chiếu sáng của chiếc xe được trang bị dạng bi. Đây là những cái phần mâm nốt của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể ngắm qua. Dàn nốt của chiếc xe thì nó vẫn là liền đời. Sơn xi của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là đồng đều anh chị ạ. Đăng kiểm của chiếc xe đến tận năm 2025, tháng 9 năm 2025. Với biển số của chiếc xe là đăng ký biển thành phố, chính xác là biển Sài Gòn. Đấy. Rồi là những cái chi tiết nội thất bên trong của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể thấy qua. Bác chủ bác ký có nâng cấp nhẹ một số cái. Tem mác của chiếc xe thì luôn rõ ràng cho anh chị và các bạn. Ghế ngồi bọc da với hệ thống ghế da màu đen, viền chỉ đỏ, những cái chi tiết làm cho chiếc xe nó nổi bật hơn. Màn hình giải trí này, vô lăng tích hợp, các lúm điều chỉnh điều hòa nhiệt độ. Rồi là những cái phần cánh cửa sau thì nó sẽ được giấu ở phía đuôi này. Đấy, các bác có thể nhìn qua các chi tiết, anh chị và các bạn mà chưa xem rõ thì có thể liên hệ kết bạn Zalo với em sẽ gửi thông tin cụ thể chi tiết cho các bác có thể tham khảo cân nhắc về chiếc xe em đang cập nhật. Những cái chi tiết về phần thảm sàn của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp. Đây là những cái phần đuôi xe, logo của chiếc xe, các chi tiết phiên bản, thể hiện phiên bản của chiếc xe cho anh chị và các bạn có thể thấy được. Và cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng rất là rộng rãi, và cái khả năng linh hoạt của chiếc xe này nó rất tuyệt vời. Hàng ghế thứ hai có thể gập phẳng, hoặc là mình có thể bỏ cái vách ngăn ra để mình có thể là chứa được đồ nhiều hơn. Đấy, đồ nghề, rồi là những cái phần dây câu của chiếc xe nó vẫn có đầy đủ. Không gian bên trong anh chị và các bạn có thể tham quan qua. Mẫu này thì nó nhỏ gọn, và cái tính tiết kiệm nhiên liệu của chiếc dòng xe Suzuki thì nó cực kỳ tiết kiệm rồi. Máy thì sử dụng là máy 1.2. Với phần nội thất của chiếc xe thì em quay đầy đủ các hàng ghế cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng theo dõi. Trong quá trình quay mà anh chị và các bạn đang lăn tăn chỗ nào thì mình có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi chi tiết cụ thể cho các bác, hoặc tư vấn cho anh chị và các bạn có thể nắm rõ. Mở cửa thì nó có mở cửa thông minh cánh lái cánh phụ. Đây là những cái chi tiết về cánh cửa bên lái của chiếc xe. Vô lăng của chiếc xe thì nó có tích hợp đầy đủ các chức năng cho anh chị và các bạn. Có hệ thống đàm thoại, có giới hạn tốc độ. Và phía sau vô lăng là có chỉnh đèn gạt mưa, hay là cụm đồng hồ hiển thị thông tin về các thông số về vòng tua km và các thông số của chiếc xe. Số km của chiếc xe thực tế đã lăn bánh trên đường là hơn 29.000 km anh chị ạ. Đây là những cái phần màn hình, phím bấm chức năng, cổng sạc 12V cũng được trang bị đầy đủ. Cái chi tiết thông số của chiếc xe anh chị có thể tham khảo. Các đường nét của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp. Với cái mức giá bán của chiếc xe Suzuki Swift, chiếc xe này hiện tại đang được đưa vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 435 triệu.
giá vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Các bác cần thông tin cụ thể chi tiết về chiếc xe thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình hoặc qua trực tiếp Lam Việt Auto, số 2 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội để mình có thể lái thử trải nghiệm về chiếc xe em đang cập nhật. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.